Rồi, hello, chào anh em. Bây giờ thì Sang quay trở lại và tiếp tục giới thiệu với anh em những cái sản phẩm mà có tại cửa hàng ha. Anh em có thể là lên website của 24, anh em đặt hàng cũng được ha anh em. Đặt từ 3 sản phẩm trở lên, anh em được cái mức giảm giá rất là hấp dẫn khi mà mua tại website nha. Lưu ý là tự thao tác tại website, tức là anh em tự đặt hàng, tự lên đơn. Bên mình chỉ tiếp nhận và có thể là liên hệ lại để xác nhận thôi, chứ bên mình sẽ không có cái lên đơn cho anh em ha. Rồi bây giờ thì Sang sẽ vô video này. Theo yêu cầu của anh khách thì mình sẽ lên cái hai cái bộ lục giác Sonora để anh em xem cái nó chất lượng như thế nào. Thì nói chung là cái bộ này là hàng rất là ngon lành luôn, giá cũng dễ chịu, dĩ nhiên là nó không thể nào mà anh em có thể đem ra so sánh với một cái bộ của thằng BB hay là thằng cao hơn chút xíu, tại vì những cái bộ đó là nó đã hàng đầu thế giới rồi, BB Whistle là hàng đầu thế giới rồi, và những cái bộ nó khá đắt tiền. Bộ lục giác như thế này mà của BB Whistle thì mình nghĩ nó khoảng 2 triệu mấy đó, cho nên là không thể nào so sánh được với cái phần đó. Thứ nhất là cái thương hiệu nữa đó, và cái độ cứng thì dĩ nhiên là nó sẽ hơn so với thằng Nhật 122 HRC gì đó. Như cái này ở đây là độ cứng của nó là 61 HRC ha. Hàng Nhật được cái là nó chất lượng tốt nè, mà giá thành nó hợp lý, khấu hao nó sẽ ngắn hơn cái thằng Đức ha, thằng BB, thằng Thụy Sĩ. Đây của thằng Sonora, được sản xuất 100% tại Nhật ha, Made in Japan. Đây thì cái bộ này nó có hai thằng Sonora thì nó có hai bộ, đó là bộ ngắn và bộ dài. Bộ ngắn là từ 1.5 cho đến 10 ly ha, 1.5 đến 10 ly hãng Sonora. Cái bộ dài thì cái cây dài nhất của nó là hơn 2 tấc nha anh em, hơn 2 tấc. Cây kế cây đó là 2 tấc đó. Cái này anh em thử mua một cây bộ xài á là biết cái giữa hàng rẻ tiền và hàng mắc tiền nó sẽ khác biệt nhau cái gì. Đó. Thằng anh em ra ngoài chợ mua một cái thì về anh em dặn những cái ốc mà ốc lục giác thế gì chứ nó cứng lắm nha. Dặn nhưng mà cái loại rẻ tiền dặn là không nổi luôn á, nó cong cái này luôn nè. Còn cái loại này đưa vô là một phát một là ra luôn, không có cong gì hết trơn ha. Rồi cái này là size từ 1.5 cho đến 10 nha, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 đầy đủ luôn. Bộ này giá của nó là 995.000 một bộ, 995.000, mã đặt hàng của nó là TT1719, 995.000 ha. Giá chưa có ship nha. Còn này bộ này ngắn hơn thì cái thông số nó cũng giống như cái bộ bên đây luôn. Tổng cộng là nó có là 9 cây đó, 9 cây chỉ ngắn hơn thôi, ngắn hơn thôi, hàng nội địa Nhật hết. Cái này 740.000, TT1718, 740.000 ha. Và giá này là giá chưa có ship nha, chưa ship. Một cái rút đinh thạch cao của thằng Lofter đó. Đinh thạch cao ha. Thì bây giờ thì tường thạch cao được sử dụng rất là rộng rãi, và ốc thạch cao nó cũng bán ở ngoài thị trường có bán đầy đủ ha, thì anh em có thể mua. Còn đây là cái cây rút của nó giống như cây rút rivet thôi, nhưng mà nó là đinh thạch cao ha, đinh thạch cao, nó cơ cấu nó đơn giản hơn. Cây này bán giá 150.000, mã đặt hàng của nó là H170, 150.000, và giá là giá chưa có ship nha. Một cái bàn trải thép, trải thép hả. Bàn chải này ngon lắm nha anh em. Anh em đánh cái này thì nó tức là nó lâu mòn đó. Và cái này nè, nó ít có bị gớt ra ha. Hàng của Nhật xài khá là ngon. Cái này giá của nó là 60.000 một cây, D622, 60.000 một cây, và giá là giá chưa có ship, chưa phí vận chuyển. Đây. Rồi anh em đợi xíu nha. Tiếp tục là một cái này bỏ
quang bay lên thế này. À, đó là một cái thước đo độ sâu của thằng Niratashiki. À, thước này nếu mà mới thì anh em mua khoảng trên 200 ngàn một cây như thế này. Thị trường Việt Nam bán như là 300 mấy, rằng 200 mấy, 300 ngàn gì đó. Thì cái này nó hàng nó cũ rồi, bao bì nó cũ thôi. À, chưa có xé bao bì nè. Đo độ sâu ha, đo độ sâu của Niratashiki. Này đo được là tối đa là 15 ly. À, cái này thì giá của nó là 110 ngàn. E815, giá 110 ngàn cây này ha. Và giá là giá chưa có ship nha, chưa phí vận chuyển. Tiếp tục là một cái kìm. Ở đây mình thật ra thì mình nói luôn là cái bao bì nó chỉ qua là nó tức là dạng như là cái bao bì thằng này nó sản xuất này nè, nó sản xuất xong rồi nó còn tồn lại, sau này nó đổi bao bì thì nó hai cái bao bì tuy là khác nhau nhưng mà kìm thì giống nhau hết ha anh em. Để khi mình sợ mình quay cái video này, quay cái kìm này bao bì gì mà mình gửi thì gửi cái này anh em lại thắc mắc ha, nói sao mà quay cái này mà gửi cái này, thì hai cái này đều giống nhau hết nha, chỉ là cái bao bì nó khác là dạng như là cái bao bì nó in rồi nó tồn đó. Đó thì nó xài nó bán cho mình hai mẫu này nè. Và thời gian sau thằng Fuya nó cũng vậy, Fuya nó cũng số mẫu kìm á. À, có đôi khi thì nó là cái màu trắng cam, có đôi khi thì nó là màu đen cam vậy đó. Đây là cái kìm cắt dây nhựa ha, lưỡi mỏng hoặc là cắt dây điện cũng được luôn nha anh em, cắt dây điện đồng như thế này nè. Thì cái này dạng này là nó làm mài giống như lưỡi dao, tức là nó bén á, nó bén dùng để cắt bén rất là ngọt luôn, mà cắt sẽ rất là đẹp nhưng mà không cắt cứng được ha, mà cắt cực kỳ đẹp luôn, dùng để anh em cắt những cái sợi dây điện hoặc là cắt những dây nhựa đó. Cắt dây nhựa, cắt những cái bao vía của nhựa. À, cây này thì 315 ngàn một cây. À, rất là mắc tiền ha, hàng sản xuất tại Nhật nè, Made in Japan của hãng Tsura ha, KTC. Mã đặt hàng của nó là TT1706. TT1706 với giá là 315 ngàn. Và giá này là giá chưa có phí vận chuyển nha, chưa phí ship nha. Hả? Thì hai cây đều giống nhau nha, TT706. Rồi, một cái cờ lê lực. Cờ lê lực này là số 10. Cờ lê lực số 10 của Tonichi ha. Tonichi. Thì cây này bán giá là 300 ngàn. Cái này cái lực của nó được là 19 Newton anh em, tức là khoảng 19 kg ha. Số 10 nha, 10 ly. Cái này không biết là 10 ly là nó ứng dụng trong công việc gì nữa. 10 ly, còn rất là mới luôn. Cây này mới chắc à. Một cái súng bơm mỡ của thằng KTC. Thì Khám Đòn giới thiệu với anh em là cái cây G200, còn cây này G500. G500 thì tức là nó chứa được thể tích là 500 gram ha. Nó bự hơn. Đây. Chà bá luôn. Hàng xịn của Nhật ha. KTC. Đó. Thì cái cây này nó sẽ khác cái mẫu kia nữa. Mẫu là nó khác nhau nè. Cái này thì nó phải kéo ra như thế này thôi. Ha. Nó kéo ra như thế này. Đó. Còn này cái cây kia thì nó khác, cái cây kia thì nó là cái cán nó dài ra đây rồi kem kem kéo kéo theo cán. Con này là nó gịch ra ha. Gịch ra. Đó, đây chúng ta cái vòi nè. Rồi. Cũng rất là đẹp luôn. Đã không? KTC. Thì có anh bình luận ở dưới rồi anh có khách thì hỏi là nó sao cái này giá nó cũng ngang ngang với hàng Đức á. Ngang ngang với hàng Đức. Đó. Thì thật sự thì thằng KTC nó có một số sản phẩm á là nó được đánh giá xuất qua những cái thị trường đó đó. Thì nó xếp hạng nằm top chung với mấy thằng này, thì là nó có lẽ là nó sẽ không có bằng được với so với cái lịch sử của thằng Đức ha. Thằng Đức thì nó là đi trước Nhật nó cũng hơi bị lâu á, mấy chục năm vậy đó. Nói chung là công nghệ luyện kim của Đức thì là hàng đầu rồi, không có nói gì được hết.
Nhưng mà có những cái sản phẩm là những cái hãng bên Đức nó không có sản xuất đâu anh em, mà nó cũng đi gia công từ một cái nước khác, và nó chỉ dập cái tên nó lên thôi ha. À, chỉ dập tên nó lên thôi. À, cho nên là đâu phải là cái nào nó cũng là Đức là tốt hết ha. Có những cái thì nó cũng ngang ngửa thôi. À, cái này nhìn quá trời đã luôn anh em ơi. Nhìn nó xịn ghê á. Có những cái thì mình thấy là Đức nó hàng VIP rồi, hàng đầu rồi, không thể nào mà so sánh được. Những hãng ô tô mà hàng đầu thế giới là đều từ xuất xứ từ Đức hết mà. Rồi công nghệ đương kim nữa. Công nghệ chính xác của Đức là số 1. Nếu mà ngày xưa hay Đức mà nó không có Đức, tức là nó sản xuất những cái vũ khí mà sau này thì nó theo hiệp định thì nó bị cấm đó. Tức là những cái nước nào mà cái công nghệ luyện kim, cái trình độ luyện kim nó cao á, cơ khí chính xác nó cao á, thì là những cái nước đó vũ khí đó là hàng đầu, sản xuất vũ khí hàng đầu. À, trong đó thì có nước Đức, và nước Đức là sau này nó vậy, nó ký nó thua chặn gì đó, cho nên là nó được là bị cấm sản xuất vũ khí. Chứ không thôi mà nó sản xuất vũ khí là cũng không có thua gì Mỹ Nga đâu nha. Rồi tiếp tục là hai cái viên đá mài. À, mình có viên 300 và viên 300 và viên 1000. À, sắp mình cuối tuần mình về thêm cuối tuần hoặc đầu tuần thì mình về thêm viên 800 nữa của Kin. À, Kin. À, cái viên này là của Naniwa. À, thăng 1000 ha. Rồi Lobster. Thì cái loại này á, là nó hàng nội địa Nhật các anh em, chứ không phải là cái hạn hàng của Nhật ở Việt Nam đâu nha. Đây, viên này 1000. À, so với Kin á, thì viên viên nội địa Nhật á của Lobster á là ngon nha. Đầu bếp nó sử dụng là Naniwa là nhiều. À, tức là không có nói về cái hàng của Việt Nam, ở sản xuất ở Việt Nam nha. Hàng sản xuất Việt Nam nó dở lắm. Này là hàng nội địa Nhật nè. Cái này kích thước của nó là đâu rồi? Để mình lấy cái thước mình đo lại. Cái bề ngang của nó là 7 65 ly. Đó. 65 ly, bề cao lên là được là 34 ly. Đó. Và chiều dài là được là 210 mm ha. Viên này mình còn một viên duy nhất. À, kích thước nó nằm đây mà mình không thấy. Một viên duy nhất cuối cùng luôn. Cái này bán mình về bán hổm rày, từ lúc giờ bán được mấy chục viên á. Một viên cuối cùng. À, giá của nó là ở đây là mình bán đang bán là 700 mấy ta, bảy như là 700 730 hay gì, mình nhớ là 730 hay 710 vậy. Để mình xem coi. Rồi, viên này chỉ có 690.000 thôi anh em. Chỉ có 690.000 thôi là hết rồi đó. Ha. 690.000 một viên, và giá là giá chưa có ship nha, chưa ship. Còn viên 300 này thì nó mắc tiền hơn. 300. Đây của Kin. 300. À, KI5702 740. 740.000, kích thước là 207, 66 và 34. 66 là bề ngang, 34 là bề dày. À, chiều dài là 207. À, mình bán một cặp nối hơi luôn, một cặp nối hơi của Vessel. Hai cặp này là cái đuôi nó khác nhau nè. Ha. À, cái này là đuôi 13, cái này chắc là cũng là 16 á. À, thì cái này là nói nhanh nha, nó tự động, nói nhanh. Nguyên cặp luôn, một cái là 200.000, nhưng mà hôm nay mình còn nguyên một cặp duy nhất thôi. Mình bán là 300.000 cho hai cái này. 300.000 ha. À, 2021. 300.000 và giá là giá chưa có ship nha, chưa ship. Rồi, cảm ơn em đã dành thời gian ra xem video ha. Anh em đặt hàng thì nhắn tin. Và đừng quên là bấm đăng ký để theo dõi kênh. Chào anh em.